Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Với tiếp tục lại bán tải đây với cái tầm tài chính 590 triệu. Bác nào mà quan tâm đến cái chiếc xe bán đủ mang thương hiệu Mitsubishi Triton sản xuất năm 2021, premium số tự động một cầu máy dầu màu trắng biển Thái Nguyên thì liên hệ với em Lợi nha. Xe đăng ký tỉnh Thái Nguyên 20C25945. Chiếc xe này thì về pháp lý thì bên em bao rút hồ sơ cho quý anh chị, và toàn bộ xe thì bên em Lợi cũng đã kiểm tra cam kết không đâm sô tai nạn ngập nước, máy số là nguyên zin. An ninh pháp lý thì bao rút hồ sơ cho anh em trên mọi miền tổ quốc. Và với tầm tiền 595 triệu em Lợi cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe. Anh chị em nào quan tâm thì mời qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội nhé. Toàn bộ xe là lốp còn nguyên một dàn theo xe, lốp sơ cua chưa chạm đất. Đấy. Tất cả đát lốp thì em Lợi đều kiểm tra đều 2021 hết nhá. Từ các cái phần cu lốp này bậc lên xuống chỉ có một số điểm chảy xước nữa. Nó rất là bé, sau hai hôm nữa em sẽ cho dọn vệ sinh. Xe được bác chủ lắp thêm màn hình cam 360, đấy, cam lề, cam liên sườn đầy đủ hết nhá. Lốp rất dày, chassis này, đấy, quài mộc luôn cho quý anh chị, chưa dọn dẹp gì. Tất cả khung gầm của chiếc xe đây khá là đẹp nhá. Đấy. Và toàn bộ xe thì cam kết chuẩn này. Lốp sơ cua chưa chạm đất này. Toàn bộ khung gầm tôn sàn thùng của chiếc xe còn khá là đẹp và mới nhá. Đấy. Xe này thì đồng sơn hai bên đều rất đẹp nhá. Đấy, cản sau của chiếc xe đây. Xe thì bên em Lợi cái đèn sau nó vào hơi nước bên em cho đi vệ sinh. Đây, các bác xem mộc luôn nhá. Chẳng có nơi nào mà tháo đèn cho các bác kiểm tra từng con ốc ở bên trong đây. Tiện đây thì em quay cho quý anh chị nhìn ở bên trong. Đinh bấm, đinh dập nó còn nguyên, không có đâm xô. Tôn vỏ rất là đẹp, các cái đường gần nó khá là mới. Đấy. Nên là nó không bị, tuyệt nhiên nó không bị đâm xô từ phía sau. Đấy. Lốp lắp này. Đến các cái phần đồng bên lái của chiếc xe khá là đều màu. Các cái khe hở cánh cửa là zin. Với phiên bản đủ thì được trang bị khóa vân tay Smart Key nhá. Tay nắm khóa mở chrome. Kính thì đều có hãng và đều theo năm sản xuất 2021. Hiện tại thì bên em Lợi khá là nhiều xe bán tải chi tông, Ford Ranger các loại để phục vụ quý chị nha. Anh em nào quan tâm xe bán tải thì anh em Lợi khá là nhiều. Địa chỉ cửa hàng em Lợi là Hà Đông, Hà Nội nhé. Sau đây em quay vào phần nội thất bên trong cho quý chị xem. Vâng, đây là toàn bộ cái phần nội thất bên trong của chiếc xe nhé. Từ cột kèo này đến tắp ly cánh cửa trước sau này đều rất là đẹp nhá. Nội thất ghế phía sau của chiếc xe là nội thất ghế da màu đen nguyên bản từ đầu. Trần của chiếc xe là trần nỉ và phiên bản 2021 này thì được trang bị thêm cửa gió điều hòa trần nhá. Trải sàn 5D được bác chủ lắp thêm rồi. Tất cả các cái phần keo chỉ cánh cửa em quay chi tiết cho quý chị đây. Đấy, mặc dù chưa dọn nhưng mà quay mộc mạc cho quý chị. Anh em nào thích xem xe mộc đấy, thì toàn bộ keo chỉ đâu còn bám đất bụi nhá. Và kính này đều có số 1 theo năm sản xuất 2021. Và sau 2 hôm này em Lợi sẽ đầu tư và dọn vệ sinh mắc chắc mất loanh quanh tầm cỡ 4-5 triệu. Thì nó rất là đẹp này. Toàn bộ ghế lái chính điện này. Đấy, thay lại dầu và bọc lại dầu có thí cho quý chị nhá. Audio của chiếc xe đây. Toàn bộ đề nổ start top này. Đấy, ốc bản lề này đều zin hết nhá. Đây, tay nắm cánh cửa và hộp số tay nắm phanh tay. Phiên bản này thì được trang bị điều hòa auto, màn hình và được độ thêm cam 360. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu. Em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Bác nào mà có nhu cầu bán xe, lên đời xe, alo em Lợi nhé. Em Lợi nhận mua xe trên mọi miền tổ quốc. Địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Ngay đối diện bến xe Yên Nghĩa của đường phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội nhé. Đây là cái sàn thùng của chiếc xe, nó không có chở hàng nặng gì, tất cả sàn thùng đều rất là đẹp. Đấy, hai bên cánh cửa bên phụ của chiếc xe đây, keo chỉ zin, tắp ly cánh cửa, cột kèo là nguyên bản hết. Đấy, tất cả các cái ngàn khóa này, ốc cột này, keo chỉ zin, xe đồng sơn rất là đẹp nhé. Bên lái bên phụ này
ốc cột này, tem mắc cột này, ngàm khóa này đều rất mới và nguyên zin. Bóng khí hai bên trước sau đều nguyên bản nhé, kính này đều theo năm sản xuất của chiếc xe. Đây là cái khoang động cơ của chiếc xe nhé, từ các cái chân đèn này đến máy này, ốc cao bồ này, đinh bấm đinh dập này đều rất đẹp và nguyên bản hết. Máy dầu 2.4 nhá, máy Vmax đi cực kỳ êm, 67 lít 100 cây. Và sau đây em sẽ nổ cái tiếng động cơ cho quý anh chị nghe nhá. Đây là cái tiếng động cơ đang hoạt động nhá, anh em có thể nghe cái tiếng động cơ đây, máy nổ rất là êm. Giới thiệu chào bán đến toàn thể anh chị em và các bạn một cái chiếc xe Triton bản vũ đời 2021 số tự động một cầu máy dầu màu trắng, giá đang chào bán là 590 triệu. Bác nào quan tâm thì liên hệ với em Lợi nhé. Một lần nữa em Lợi xin chào và hẹn gặp lại quý chị các bạn trong một video gần nhất.